Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đến Bắt Cá TV nha. Gọi là em á, Định đây ha. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em một cái mẫu dù cao cấp hơn. Cái mẫu dù của em là mẫu dù 180k, 180k anh em. Thì đây là mẫu dù 2 tầng, sang hàng cho anh em ha. Thì chất liệu nó sẽ bền hơn, nó rộng hơn. Thì trước mắt anh em mình thấy á, là mình có 3 màu, là màu đỏ, màu vàng và màu xanh dương anh em ha. Dạ, về màu thì em có 3 màu này thôi. Anh em mà có cái thùng màu vàng á, thì mình đi cái dùng màu vàng. Còn anh em nào có thùng màu xanh thì đi cái dùng màu xanh. Có màu đỏ thì màu đỏ cho đẹp ha. Rồi, về size thì bên em có nói về độ rộng của tán dù anh em thì có hai size là 2m4 và 2m2. Thì cái dù anh em đang đứng chim ngưỡng ở đây á là 2m4 anh em ha. Là lý do sao mà em đứng 1m7 mà đang ngang ngực em là lý do là cái dù nó đang xéo anh em ha. Khi mà giơ lên vậy là không thấy em nè ha. Đó. Rồi. Ok. Em xin phép khui cây dù này là cây dù 2m2 nè ha. Thì nó cũng giống nhau thôi anh em. Đây. Trước mắt anh em á là mình sẽ nhận được một món. Đó là một cái túi. Một cái túi đựng dù chống nước. Rất là đẹp luôn. Đó. Ha. Bền bỉ rồi, anh em thấy là chất lượng liền. Một cái quai sách anh em sách được, quải được ha. Rồi, em nói sơ qua chút ha. Bên hông nó có một cái túi. Một cái túi này túi đựng phụ kiện mà nãy em quay clip em đem ra ngoài luôn rồi. Cắt đi. Rồi. Thì sơ về cái túi này ha. Ở ngoài cái túi thì anh em thì nó có một cái túi nhỏ. Túi nhỏ anh em mình đựng phụ kiện anh em ha. Đây đây, để em để cái dù xuống, lấy phụ kiện, bịch phụ kiện của nó ra. Thì phụ kiện nó cho mà anh em mình gồm có 2 món, 3 món, 4 món nhưng mà nó chỉ có 2 món thôi. Đó là 2 thiết bị, không biết nói sao. Đây, đây là 3 cây chống để neo cái dù khi mà gió quá lớn quá anh em ha. Chống neo dù. Đó, ở đây là một cái chân chống địa hình ha. 3 mũi nhọn vậy đó. Rồi, em xin phép khui cái thân cây dù 2m2 anh em ha. Rồi tại em review cầm nó hơi nhỏ gọn chút xíu. Đây. Đó. Rồi, ok. Thứ nhất là mình mới nói sơ về cái thân để bắt bát cây dù anh em ha. Đó, thân nó dày hơn rất nhiều. Nó dày, mà nó cầm đầm tay hơn. Thế mình không có cầm chi. Cái khóa của nó là cái khóa kiểu dạng gập vậy anh em ha. Nó sẽ bền hơn cái khóa kia. Đó. Màu nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Xong. Nói sơ về cái dù anh em ha. Thì đây là cái dù. Em sẽ bung cái dù ra cho anh em mình coi chi tiết về bên trong bên ngoài ha. Nè, mình sẽ bung cho anh em coi. Rồi, ok. Anh em nhìn sơ mấy ngoài ha. Đây anh em, 2 tầng ha, thông gió ha. Rồi. Sát vô đây mình lấy tận cảnh những cái chi tiết cây dù luôn. Nó cũng chẳng khác gì mấy cây dù khác đâu anh em. Nó thứ nhất là về xương. Anh em nhìn cái xương nè, ngón tay cá nè, thấy không? Rất bự luôn. Đó. Cứng cáp cực kỳ. Xương cực kỳ cứng anh em ha. Bát khóa thì nó cũng bát khóa thường thôi, cũng không có gì đặc biệt, nó cũng có 2 nấc ha. Nấc trên nấc dưới, 3 nấc luôn. 3 nấc anh em ha. Có 3 lỗ, 3 nấc, 3 độ bung dù. Bung dù thôi anh em, bung cứng quá nó giãn mấy cái dây nó cũng xài nó cũng bệnh. Đây nó có dây neo ha, dây neo anh em lỡ một cái dù cái này anh cứ máng lại thôi, chứ gì chơi ha. Rồi về sơ xuống thân dù thì ở chính giữa thân dù nó có một cái bát, cái bát lò xo này nè, cái bằng sắt nha. Thì cái bát lò xo này xung quanh nó đệm 2 miếng mũ này, nó đệm là nó dặn ra thôi, nhưng mà cái bát lò xo này bằng sắt mà để bẻ đều hướng cho cái dù anh em mà đi hướng nào đi hướng đó ha. Nhưng mà anh nói thiệt anh em nha, anh em cầm vậy bẻ không giờ được nha. Nè là chỉ có chịu vô bụng nè bẻ mới được thôi, mà thật sự là nó phải cứng như vậy để khi mà gió lớn anh em nó không lật cái dù anh em ha. Có số anh em về mới cầm lên vậy bẻ làm như lực dương vậy đó, rồi là cái la cái dù bẻ không được anh em ha. Thì cái chân này bắt buộc là anh em thấy không, anh em phải gắn vô cái chân kia á, chỗ nào chỗ gắn nè, gắn vô cái chân mà vậy cây sắt dài nãy á, thì để anh em bẻ mới được anh em ha. Rồi sơ về cái dù thì em cũng xin báo giá cái dù này, cái dù thì nằm ở dưới màn hình anh em ha. Rồi, cái dù thì giá thì nãy giờ nó nằm dưới màn hình rồi. Anh em mình ưng cái size nào á thì anh em mình lấy cái size đó anh em ha. Đối với tiền á, anh em mình mua tiền ship á
thì 30k đồng giá. Thật sự luôn là em trợ giá cho mấy anh em. Có hạn như nó giống như là mấy anh em ở vùng sâu, vùng xa hay là ở tỉnh hay là đâu đó thì có thể cái giá nó đội hơn 30k. Nhưng mà để mà thống nhất với mấy anh em luôn, mấy anh em cứ cặp lấy cái dầu giá cái dầu không? Anh em cộng vô 30k là em sẽ hỗ trợ cho mấy anh em mình phần còn lại. Cái hạn như nó 40-50 ngàn vậy đó, còn lại 20 ngàn vậy đó. Loại như 50 thì còn lại 20 á thì em sẽ tự chịu. Nên anh em khỏi lo ha. Cho anh em dễ chơi hơn. Rồi. Em có chương trình ưu đãi luôn, nếu mà mấy anh em mà có những anh em mà thì mấy anh em đi câu thì chắc cũng có những anh em đi câu chung thân thiết là khi anh em ha. Thì anh em yêu cầu mua từ 2 cây trở lên, 2 cây dù trở lên, size nào cũng được. Em sẽ hỗ trợ free ship cho anh em ha. Rồi. Ok. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại hoặc là qua Zalo gì đó nhắn tin với em sẽ hỗ trợ cho mấy anh em mình. Rồi, bye bye anh em.